Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ đi thu hoạch chứng lương nha các bạn. Hôm nay là đầu tháng 4 năm 2023. Hôm nay mình quay cái cảnh mình đi thu chứng lương trên nóng nha các bạn. Đây, bây giờ mình tiến hành nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Trứng này nó mới đẻ cách đây 2 ngày mình chưa có thu được nên mình để đây. Một ổ các bạn. Quả ổ bên đây như này các bạn. Cái ổ này nó mới quậy ổ mà các bạn. Mình chưa thấy trứng. Nó mới quậy rồi các bạn. Hai ổ. Hôm nay nó đẻ hai ổ các bạn ơi. Mình chưa thu trứng được. Cái mô hình đặt ống là các bạn thu trứng nó khỏe lắm. Này nó quay đang quậy nè các bạn, đục ngầu nè, nó vô đó. Hiện tại cái hồ mình nó đang hai ổ đang đẻ. 3 ngày nữa mình mới thu hoạch hai ổ đó các bạn. Giờ mình tiến hành mình đi qua cái hồ thứ hai của mình các bạn. Đây cái hồ thứ hai của mình đây. Đây này các bạn, cái ổ này nó mới đẻ nè các bạn. Mới đẻ ngày hôm qua nè. Tiến hành vớt trứng thôi các bạn ơi, ổ này già rồi, nở con rồi các bạn ơi, trứng vàng nó cháy chưa rồi các bạn ơi, con nở nè các bạn ơi. Ổ này mình không vớt chắc 2 ngày nữa, mai qua ngày mai ngày mốt nó nở nó lặn hết rồi. Quá đã các bạn ơi. Một trứng vớt dữ quá trời luôn. Chào trứng nó còn khớp nữa các bạn. Nè, tiến hành chào tiếp. Nãy mình cái hồ này mình vớt được một ổ, hiện tại một cái ổ vị trí đó với vị trí đây là hai ổ, mình 3 ngày nữa mình vớt. Ở cái ổ bên kia là còn một ổ, nó mới hai ổ nó mới đẻ cũng 4 ngày 5 ngày nữa mình mới vớt. Giờ mình tiến hành qua cái hồ mới được rồi mình vớt nè các bạn. Hôm nay nó đẻ lại nữa nè, giờ mình tiến hành mình vớt nè các bạn.
cạnh luôn ha các bạn. Đây. Ủa, trứng đổ quét luôn các bạn ơi. Quá đã. Hồi này một ổ các bạn. Tiếp tục. Tiếp tục. Đây ngổ ngay các bạn. Trứng vàng dần chanh nó trứng chia trứng đỏ rồi các bạn. Hai ổ cách nhau 4 tấc. Quá trời luôn rồi các bạn ơi. Quăng dớt. Này nó hai ổ nó đẻ vô chung hết rồi nè. Mình thấy trứng vàng trứng mới đẻ nữa nè. Nó đẻ. Các bạn thấy không, trùng chỉ luôn nè các bạn, có trùng chỉ luôn đó các bạn. Cái hồi mình nó dơ luôn á. Giờ mình tiến hành mình lo cái vạc bên đó nha các bạn, nó đẻ nó hai bộ gì bên đó thôi không biết. Quạt được các bạn này trứng đỏ. Trứng vàng các bạn ơi. Trứng vàng này ấp cũng 4 ngày nó mới nở. Thank you.
hôm hổm được rồi mình cũng vớt cái ổ này, ổ ngay đây nè các bạn. Hôm nay nó đẻ nữa. Mình làm cái mô hình này ống gì nè, mình vớt khỏe lắm các bạn, khỏi cái lấy cái tay mình đi bươi đất nữa, mệt lắm. Không biết nó này có không nó tỉnh già quá trời luôn các bạn ơi. Đây là các bạn, đây là khí cảm luôn các bạn ơi, nó hai ổ cái bên luôn. Quăng vợt luôn các bạn ơi. Mình trao với coi còn trứng thì mình thu hết luôn các bạn, tận dụng không có sót trứng nào hết. Các bạn thấy đã rồi, không biết con này có không nha. Này chưa mới giá con chút xíu mà mình đau lưng quá, biết đây có không nữa. Có các bạn ơi, có không? Đồ quậy đục ổ này các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đi tạm dừng nha các bạn, mình